có phần nha. Xếp này. Color cà phê rất là đẹp ha, màu rất là đẹp nha. Rồi tiếp tục lấy cục bột này, bột này chờ cho nó bóng lên hết ha, là hẳn đặt lên này. Khi đặt lên rồi thì mình đếm trong đầu ra 1 2 3 thả này, di bột từ từ lên phần kia đi cục bột và hai bên móng. Sao cho cục bột nó nằm trọn lên hết ha, rồi hẳn phía sau nha. Rồi và bây giờ bắt đầu mình lấy vuốt nè. Chồng bột hai bên ở giữa nè. Chồng bột hai bên ở giữa nè. Tập hòa nó cục bột này, đặt lên tay khách nha, đếm nhắm trong đầu nha, 1 2 3 thả rồi ghi một lên, ghi một lên xác kia đi bộ cho bột hai bên nó nằm chọn một mặt phong khách đó. Rồi dùng mũi cọ này đi hai bên sai đó, thấy không? Từ điểm thứ hai bước xuống ha, từ điểm thứ hai bước xuống này. Cái shape của nó luôn. Đó, chập xong mình không cần phải vuốt nhiều nha. Này, lấy cục bột này ha. Đặt lên này. Đếm nha. 1 2 3. Thả này ha. Dòng bột hai bên ở giữa này. Di bột lên chi tiêu này. Đó. Kiểm tra hai bên sai xem cái nó có nằm vào chưa ha, dùng mũi cọ clean bột. Rồi đặt cho nằm xuống này, rồi bắt đầu vuốt này. Vuốt này, hai bên vuốt vào này ha, vuốt cái xếp vào này. Thấy không?
vô, dùng mũi cọ lên hai bên trái, dùng một hai bên vào trong này, thấy không? Đó, rồi bắt đầu lên hai bên trái này. Khi bộ khi nào bộ nó bắt đầu kẹo lại rồi mình đóng rút sau ha. Rồi hai bên rút bột vào này, hai bên rút bột vào này, thấy không? Hai bên rút bột vào này. Cục bột này chờ cho nó bóng lên hết này, mình đang đặt lên ha, đặt lên rồi đếm nha, 1 2 3 thả đi bột từ từ về phần kia đi, cùng đi bột từ từ về phần kia đi, cùng theo rồi đặt ra hai bên sai nằm xuống. Rút bộ hai bên sai, hai bên rút vào trong này, hai bên rút bộ vào trong, rồi chấm bộ, chấm sao cho cái đồng nó thẳng ha, nhìn cho nó đẹp, đừng để cho nó cực nha. Mấy cục bột sẽ cho nó to tròn đẹp ha, đặt lên để 1 2 3 thả di bột lên hai bên kia cổ. Đặt cho hai bên nằm xuống ha. Vuốt bột trắng bột này. Bột tiếp tục ra sao cho nó tròn đầy nha. Đặt lên đến 1, 2, 3 này, thả này, di bột qua hai bên qua này, di lên kia đi cổ này, thấy không? Khi mà bột nó bắt đầu nó kẹo rồi ha, mình hăng vuốt này, hai bên vuốt vào này, hai bên vuốt vào này ha, vừa vuốt vừa kéo nha. Đó, hai bên vuốt vào, vừa vuốt vừa kéo, rồi chẳng bột. Thấy không?
ghi vào qua này, ghi vào qua này ha, ghi bên kia cái cổ này, cho hai bên nằm xuống nè, cho buộc hai bên nằm xuống này, thấy không? Thấy không? Rồi bắt đầu buộc, bắt đầu mình cảm nhận ha, cảm nhận bắt đầu buộc mình bắt đầu nó kẹo xuống rồi á, thì mình hãy rút ha, rút buộc hai bên rút vào nha. Bột sao cho nó tròn đầy cho nó đẹp này, đặt lên này, đếm 1 2 3 thả này, dồn bột vào, dồn bột vào này, dồn bột hai bên vào này. Liên bột này. Dồn bột hai bên vào này, dồn bột hai bên vào, chủ yếu mình cần bột ở hai ở giữa thôi nha, hai bên không có cần bột nhiều đâu. Đó, một bộ bóng như vậy mình đắp chỉ trong vòng 10 phút thôi ha, là xong hết rồi, rất là nhanh. Bột dễ quá anh tên Kiều Hải nha, bột này đắp rất là sướng nha. Chỉ em làm với anh làm được quá, tên Kiều Hải nha, này đơn giản mà, có cơ hội anh sẽ chỉ em mà. Mà thông thường thì anh đã chỉ lên trên cái like này hết rồi, không đâu có giấu nghề gì đâu. Đó. Đó. Làm rất là nhanh nha, món này làm cho trong vòng chỉ tới 10 phút đâu. Đó là cái công đoạn đắp giữa này thì chắc cũng khoảng 5-7 phút là xong một bộ rồi, mình không có cần phải giữ xếp lại, cái xếp nó mình đắp nó vào cái form xếp rồi ha. Đó. Đơn giản dễ lượm tiền ha. Cố gắng giữ sang cho cái mặt móng nó thật là mịn nhé, đặt tầm mắt làm ngang này để mình đũa này, để mình đường sang cho có cái độ khơi nhất định nha.
thẳng nha, cho nó đẹp cái phần kia của cổ mình cũng phải chăm chút cho nó tròn. Móng buộc á mình không cần phải là thật là quá dài nha, mình chủ yếu là cái buộc mình chỉ cần ở giữa thôi. Mình giữ máy xong mình cũng cần phải giữ shape nữa nha. Để cái shape mình đã đều rất là đều rồi ha. Thank you.
chết ha. Cần vô sơ thôi, chủ yếu là lấy phần bột dơ dưới cái gầm móng ra thôi, cho cái xếp được khó rồi. Sau đó mình vẽ fan chip nha mọi người.
kéo xuống này. Vào trong qua rồi ha. Đây, đo lên luôn. Rồi bên này mình lấy đôi xuống xuống này. Nối với cái đường này. Đó. Đó. Rất là đều nha. Good for you. Fan đơn giản nhất nha. Tiếp tục. Tới điểm này ha. Cái hơi xa rồi. Hơi xa. Tới đây thôi. Lấy tay chùi đó, đơn giản mà. Đối với những cái màu mà có cái pigment này đậm này các anh chị, mình khi mình sơn top á, nhớ sơn hai lần nhé.
Cái từ đỉnh này xuống ha, kéo xuống rồi bắt đầu mình kéo mình vừa bo cong này. Từ cái chỗ này mình bo cong luôn ha. Rồi từ cái điểm đối diện, đối diện với cái điểm bo cong đó là cách nhanh nhất hiện tại thôi. Tiếp tục những món kia thì mình cũng làm như vậy ha. Lấy một điểm giữa này, cao thấp là tùy anh chị. Vừa kẽ vừa bo cong. Vừa kẽ vừa bo cong. Kéo vừa bò cong ha, bò cong vào điểm này. Này vừa kéo vừa bò cong ha, nối với cái điểm bò lên ha. Nối vào. Nhớ là tô một nghìn dọc nha, không có lấy cái bút này mà tô ngang tô chéo là nó bị dùng cái màu sơn rất là xấu.
khéo vừa bỏ công nha. Rồi bây giờ mình sang tháp nha. This one has something on the plate. I don't know if it's okay.
Okay. Turn your hand. Turn your hand. In the lane. Oh. Yeah. Think good? Yeah. Mm-hmm. Thank you. Mm-hmm. Thank you so much. Màu này là màu 0001 nha.